Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Bán Nhà Gò Vấp để xem một căn nhà 38m2 giá 3.45 tỷ. Căn nhà một trệt một lầu, ban công đúc và cầu thang đúc rất là chắc chắn, cấp 3 bê tông cốt thép. Nhà xây mới và đẹp, được xây từ ngày xưa nhưng mà cũng mới sửa lại để cho thật là đẹp đẽ với phong cách hiện đại, đèn led. Nhà trang bị một vài cái nội thất cơ bản, ví dụ salon giường, đèn led quạt treo tường, bàn ăn, ghế sofa. Hẻm trước nhà thông thoáng và như anh chị thấy đó, sau một cơn mưa rào rất lớn ngày hôm qua thì cũng không cần giọt nước nào đọng lại, chỉ có một cái mặt đường trơn láng rất là sạch sẽ. Nhà trang trí luôn hệ thống cây xanh và một cầu thang ốp đá hoa cương và lan can kính. Tủ bếp ốp kính cường lực loại vân mây trời rất là đẹp và trang nhã sáng sủa. Nhà hai phòng ngủ rộng, hai vệ sinh lớn. Hẻm trước nhà 3.5 m, khu nhà văn hóa Gò Vấp hướng tây bắc, tây tứ trạch. Giá gia chủ đang rao bán nhanh là 3.450 tỷ, còn thương lượng cho khách mua nhanh. Cầu thang như quy trước mặt các anh chị, đó là cầu thang đá hoa cương, đá đen rất là đẹp và sang trọng. Gạch trên nhà cũng như sàn nhà cũng như sàn toilet đều rất là trang nhã. Rèm cửa cũng khá ok và ban công thoáng mát. Nhà sang sáng, sạch đẹp như hình. Và anh chị cũng đừng quên hẹn Zalo Vũ 0906 9438 để Vũ gửi thêm thông tin về căn nhà. Và ok thì quý vị đi coi. Thân ái chào tạm biệt quý vị và mời quý vị tiếp tục xem phim.